Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang khẩn trương làm rõ vụ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến cho ít nhất 6 người nhập viện xảy ra vào khoảng 19:20 tối qua ngày 24 tháng 1. Thời điểm trên thì ô tô mang biển kiểm soát 30A053XX di chuyển tốc độ cao theo đường Đội Cấn. Tuy nhiên khi đến ngã tư Liễu Gia Đội Cấn thì tài xế lại di chuyển ngược chiều rồi bất ngờ húc đổ biển báo đường, tông trúng một xe máy đang chờ đèn đỏ. Thay vì dừng lại xử lý thì tài xế ô tô tiếp tục tăng ga lao lên giải phân cách, hất văng cột biển báo, kéo lê xe máy dưới gầm khoảng 30m rồi phóng ra đường Nguyễn Chí Thanh. Di chuyển đến gần khu vực Đài Truyền hình Việt Nam thì chiếc xe tiếp tục tông liên hoàn nhiều xe máy khác lưu thông ở vị trí góc hồ Ngọc Khánh và chỉ dừng lại khi hai xe máy kẹt dưới gầm rồi đâm đổ một gốc cây trên vỉa hè. Có ít nhất là 5 người đã bị thương trong vụ tai nạn này.